Đứng với em cũng được, đứng với em. Ấy thua luôn em. Tí Hiếu vô gỡ. Lúc nào vô em gỡ lại cho. Hiếu có vô mới không? Hiếu vô. Ăn được thì cái anh đạp xong em chưa chết chỉ có tiếng nè, có làm thử rồi. Tao hả? Mình về. Còn mình về hả? Về đủ dây. À, là mang cái dây chia ra thua cho nấy chứ gì. Gì trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cây nào đây? Cây này cũng mời đúng không? Cái cây này cái tay cầm nó vuông hơn cái tay cầm của cái vợ của em. Thì bây giờ tay cầm nó cũng giống nhau, nó vuông với tròn không, gì? Nó dài hơn. Cái tay qua cái cây của anh nó khác. Không? Cái nó bự thôi. Cái con nhỏ. Để giữ lại cho. Rồi, anh Bình nói để gửi qua cho ảnh. Gửi qua hàng công nghệ Mỹ. Rồi ăn cũng được. Bằng nhau. Bà lậu. Này rút cái gãy rút. Rồi sao bữa nó đi qua trong hưởng hàng rồi sao. Thì ông hưởng ông này ngắn hơn đúng không? Ờ, cái Bình nó ngắn hơn nè. Cái đũa nó ngắn thôi chứ còn cái đồ này nó vẫn bằng nhau. Thì thấy không? Cái đũa nó cái thằng này ngắn. Ừ. Ngắn đũa dài ngắn nè. Cái mặt nó nhỏ hơn nó ràng kìa. Cái cặp. Cái mặt nó bằng. Cái mặt nó cho quên người kia bằng. Cho tôi ảnh già lên là nó không chụp cân. Còn hai cây thì cân bằng càng gần giống nhau. Em sẽ theo anh về về làm giáo miền Tây. Lúc trước chúng ta ai quen nhà bà chính rồi coi có mua thanh lý gì mua chiều thấy nó bán thanh lý rồi đó. Đã hàng. Tôi còn lòng không? Đã đúng bạn rồi. Đang đánh đổ mà. Đổ gì nữa?